đầu công bố kết quả kinh doanh năm 2014. Trong đó có ngân hàng đã đạt và thậm chí là có lợi nhuận vượt mục tiêu đề ra. Tại khối nhà băng có cổ phần nhà nước chi phối, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 của BIDV cho biết, ngân hàng này đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh doanh đề ra. Cụ thể, lãi trước thuế năm 2014 của BIDV là 6.065 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2013, vượt mục tiêu 6.000 tỷ đồng. Việc công ban cho hay lợi nhuận năm qua của nhà băng này ước đạt 5.680 tỷ đồng, tăng 2% so với năm ngoái và cao hơn mức 5.500 tỷ đề ra. Năm 2014, Agribank cũng lại trước thuế hơn 3.200 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch. Ở khối cổ phần, một số ngân hàng cũng cho biết đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận. Sau công nhận định có khả năng, ngân hàng này đạt 100% kế hoạch lợi nhuận đề ra là 3.000 tỷ đồng. Trong khi đó, báo cáo chính thức của TB Bank cho biết, lợi nhuận năm 2014 của ngân hàng này đạt trên 536 tỷ đồng bằng 122% kế hoạch năm.